Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì sáng nay cũng có khán giả tới viếng mộ cậu Năm mà cô chú anh chị ơi. Đó, mấy chị gái à. Đó, ai vậy? Cháu cậu hả? Cháu cậu Năm lên lâu hai chị ở đâu đến chị? Mất tiêu chị kia rồi. Chị nói gì ta? Tâm sự với không, chị chú quá vậy. Kỳ vậy ta. Lao mẫu rồi, nói trong miệng nhấp nhấp miệng gì. Còn khăn trên đây nữa nè chị. Chị ơi, còn khăn nữa nè. Trời ơi, ảnh của cậu lớp luôn. Rồi, cậu không hài lòng rồi. Lớp bánh của cậu luôn. Nay bất ngờ cháu cậu Năm mà lên làm gấp chuyện này tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh cậu. Cô chú anh chị ơi, mày đi la về là ca mới vô cái ấy không la về liền luôn thì hả. Ở bên đây làm hết cũng sạn cúng cho cậu buổi sáng chú chị ạ. Đi qua quay bông hồng coi. Anh thấy anh nết mốt qua anh mà không có quay YouTube nữa là anh đi cắm hoa là ok luôn á. Mà anh mở shop hoa anh cắm là ok luôn. Được không em? Quá đẹp luôn.
quá đẹp luôn, cái bình bông hồng đẹp quá. Bông hồng đẹp. Trời ơi, hai con mèo với con chó này phá này nha. Chó hả? À, hai chị em đó đó. À, sáng thì chồng làm ếch cúng cơm. Cặp trai với mấy bình bông hồng đẹp quá. Rồi bữa nay cháu của cậu Năm lên lau mộ rồi nói xu xì gì ở trên đầu mộ với cậu nè cô chú anh chị. Rồi bắt đầu mấy anh em quay cái lau mộ xong bỏ đi la về liền luôn cô chú anh chị ơi. Sáng nay ở cái bông này bị héo rồi nè anh Ngọc, cái lá nè. Ờ, lá nó bị héo rồi. Cắt bỏ đi. Chán cái bàn thờ của cậu không? Hoành tráng không? Bông hoa đầu trái cây đầy đủ. Với có cặp hạt nữa nè. Đó, đẹp không? Công hả? Ừ. Tại vì có điểm mấy cái điểm vuông này nè. À, vậy nó phụng còn bữa nay là mọi người nói không công. Vậy là công thì công. Công. À, ai muốn công thì công. Nó công công nè. Hôm qua tôi xin nước lọc của cậu tôi uống một. Tôi xin nước lọc cậu uống hai ngày nay đó. Nước trà này. Nước trong ly cậu á. Không ý là trà phải không? Nước trắng ông nội ơi. Dạ thôi Bùi Hải cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị rồi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có trên kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gọi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Dạ Bùi Hải một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.